Sản phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Thực phẩm chức năng Ninh Tâm Phương tác dụng gì mà mấy người thân của mình ai cũng uống? Tôi bị tim đập nhanh, tôi hay bị hồi hộp, chống ngực, mệt mỏi do tim. Tôi bị rối loạn thần kinh tim. Thực phẩm chức năng Ninh Tâm Phương giúp hỗ trợ giảm triệu chứng hồi hộp, chống ngực, mệt mỏi, choáng ngất do rối loạn nhịp tim nhanh, thần kinh tim. Dùng thực phẩm chức năng Ninh Tâm Phương giúp ổn định nhịp tim. Thực phẩm chức năng Ninh Tâm Phương giúp ổn định nhịp đập trái tim.